con tôi vui, chúng tôi xin kính chào bà con cô bác. Kể từ hôm nay, ta sẽ là bảo mẫu của các con. Rồi. Simba, cái mông cao quá, hạ cái mông xuống. Có sợ kiến gắn? Kiến gắn cái gì? Kiến gắn cơ cơ. Trời ơi. Đứng lại. Ba đứa chạy đi. Chạy đi. Chạy đi chứ không có đồ mình thua. Yeah. Đứng lại cho. Lên nè. Trời ơi, tụi nó chạy bằng xe kìa. Chúng xe dưới đây. Chạy cho mày. Rồi xong phim. Đâu đèn đỏ đâu? À, không có đèn đỏ mà có sợi dây đỏ là phải tuân thủ luật giao thông. Không ai đâu. Ê, nhìn kìa. Xé xé mà đụng chết hai con vịt từ đó hả cho? Bơi ra, trời ơi. Mình ở đây có mình ghê quá à. Lỡ con cọp nó trong rừng á, nó ra nó ăn thịt mình là sao? Ừ, ghê quá. Tha cho tôi đi đông qua. Chị ơi, có con gì ăn thịt mình không chị? Nó mạnh mẽ lắm mạnh mẽ thì em cung quá chị thì cung sống mạnh mẽ